Hello mọi người, hôm nay là buổi thi đấu giữa các câu lạc bộ Karate thị xã Bến Cát và câu lạc bộ Karate Sức Trẻ huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Cái chương trình thi đấu hôm nay cũng đã coi như là đã thành công và cũng như đã xong, thì trung bình là tất cả ít thì cũng 2 trận, không là 3 trận, 4 trận, thì mình cứ các giải các cái mà buổi đấu giao hữu chúng ta cứ cố gắng mình đấu càng nhiều càng tốt, thay đổi bản đấu để mình học hỏi thêm, hoặc là các đồng đó mình thử trận trước chưa ổn thì trận sau mình thử lại ha, không có gì hết, không có thắng thua gì ở buổi đấu giao hữu á. Quan trọng là nhất là mình học được gì, với lại chúng ta không bị chấn thương. Đấy, cái thành công của một trận đấu là mình đấu làm sao cho bạn không chấn thương và mình không chấn thương ha. Trước mắt là phải là vậy trước, đó mới là thành công trong cái buổi thi đấu giao hữu. Đơn vị Sức Trẻ cũng như là gọi là nhiều Củ Chi, nó dễ như là một môn Củ Chi hôm nay đến đây tinh thần là giống như là một buổi học hỏi từ bên khác, chứ không phải đến để thi đấu. Nghĩa là đơn vị hôm nay mấy em rất là mới đến đây để cọ sát, cũng như là học hỏi thêm những cái kỹ thuật cũng như cái lối đánh của đơn vị bên khác. Thì phải nói là rất cảm ơn sự nhiệt tình từ ban huấn luyện cũng như các bộ sinh ra thi đấu hết mình. Xin mấy em cho bạn đang tập mới để thúc đẩy cho mọi người. Cuối cùng thì mình cũng mong rằng vào một ngày không xa, đơn vị bên khác sẽ đến với Củ Chi cũng giống như năm 2019 thì mọi người đi ha. Xin chào các em. Hay thì thay mặt cho bộ môn Karate của thị xã Bến Cát thì cũng cảm ơn phía chỗ đơn vị Sức Trẻ, cảm ơn chỗ anh Hiếu cũng như ban huấn luyện của Karate Sức Trẻ đã dành cái thời gian để mình tham dự cái buổi thi đấu ngày hôm nay. Thầy hả? Hỏi bài này biết cho TikTok thầy nè. Thầy là thầy gì? 8.000 follow. Nữa. Giờ gần 10.000. TikTok. À. Bữa nay thầy gần 10.000 rồi, thầy 9.000 mấy rồi. Úc. Ai. Em ơi.